Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Việt Nam. Việt Nam nói Mỹ liệt Việt Nam vào diện kinh tế phi thị trường có hại cho quan hệ song phương. Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ mới đây kêu gọi Washington chấm dứt việc gắn nhãn nền kinh tế phi thị trường đối với Hà Nội, cảnh báo rằng việc duy trì các mức thuế trừng phạt đối với hàng hóa Việt Nam là điều không tốt cho mối quan hệ song phương đang ngày càng thân thiết hơn năm ngoái bộ thương mại hoa kỳ nói họ sẽ xem xét lại tình trạng nền kinh tế phi thị trường của việt nam sau khi hà nội lập luận rằng việt nam cần được loại khỏi danh sách này do những cải cách kinh tế trong những năm gần đây việc định danh nền kinh tế phi thị trường cũng được áp dụng đối với trung quốc nga và một số nước khác do có sự can dự mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế của các nước này cho phép Hoa Kỳ áp đặt thuế chống bán phá giá cao hơn đáng kể đối với hàng nhập cảnh từ các quốc gia bị xác định như vậy bằng cách dựa vào giá của nước thứ ba để so sánh. Theo luật của Hoa Kỳ, quá trình xem xét này bắt đầu vào ngày 24 tháng 10 năm 2023 và phải được hoàn thành trong vòng 270 ngày, tức vào khoảng giữa tháng 7 năm 2024. Năm ngoái, Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm Hà Nội của Tổng thống Joe Biden. Ngay sau đó, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen chấm dứt việc gắn nhãn Việt Nam là nền kinh tế phi thị trường. Trung Quốc lại bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Việt Nam ở tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại vừa lặp lại tuyên bố rằng Trung Quốc có chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông, dựa trên căn cứ lịch sử, Phản bác của Bắc Kinh được đưa ra sau khi phát ngôn viên Phạm Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lập lại quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc ngang nhiên dùng vũ lực để cưỡng chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. Mọi hành động sử dụng vũ lực hoặc là đe dọa sử dụng vũ lực ở trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là việc sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ ở trong quan hệ giữa hai quốc gia là hoàn toàn đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến trương Liên Hiệp Quốc và vi phạm nguyên trọng luật pháp quốc tế đó là theo lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Việt Nam, phát ngôn viên của Trung Quốc là Ung Văn Bân đã nói trong một buổi họp báo ở Bắc Kinh rằng Trung Quốc là nước đầu tiên phát hiện và đặt tên cũng như phát triển và quản lý các đảo của quần đảo và quần đảo ở biển Đông và tiếp tục thực thi quyền chủ quyền đối với những đảo và quần đảo đó. Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền ở tại biển Đông qua đường đứt khúc mà do họ tự đặt ra. Đường này bị Philippines kiện và Tòa trọng tài thường trực ở The Hague vào tháng 7 năm 2016 tuyên bố rằng đường đó không có giá trị về mặt lịch sử và cả pháp lý. Tuy nhiên, Trung Quốc không tham gia vụ kiện và không thừa nhận phán quyết của tòa. Cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị bắt Ngày 24 tháng Giêng, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết, ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh, 64 tuổi, bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tạm giam để điều tra tội nhận hối lộ động thái này được đưa ra khi bộ công an mở rộng điều tra vụ án tại ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc sở y tế tỉnh bắc ninh công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan hành vi sai phạm cụ thể của ông chiến chưa được công bố năm ngày trước hàng loạt cán bộ từng là cấp dưới của ông chiến đã bị bắt trong đó ông nguyễn tử quỳnh cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh và ông nguyễn hạnh trung cựu giám đốc sở y tế bắc ninh hiện là phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh bắc ninh bị cáo buộc về cùng tội danh Ông Nguyễn Tiến Nhường, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Riêng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch AIC, tiếp tục bị khởi tố tội đưa hối lộ trong vụ án thứ năm. Nhiều hành khách bay Tết đang vướng phải tình trạng đó là mang hành lý sách tay lố ký. Quy định 7kg nhưng mà lại mang đến 13 hoặc là 15kg kèm theo vài túi nhỏ. Và rất nhiều người phải chi thêm tiền để mua ký bổ sung thì mới được tiếp tục cuộc hành trình bay. Ở tại sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn khách hàng làm thủ tục check-in online hoặc là quầy tự động đều bị nhân viên giữ lại để cân hành lý ngay vào lối soi chiếu an ninh. Tại đây có 3 cân đặt dưới đất, một nhân viên của hãng hàng không và hai nhân viên của công ty dịch vụ mặt đất thay phiên nhau cân lại những hành lý sách tay của khách hàng. Báo tuổi trẻ online đã ghi nhận rất nhiều người khách phải loay hoay với hành lý. Có người mang cả hoa lan còn bọc đất ở trong bao ni lông. Sau đó thì phải tháo hết đất và chỉ giữ lại cây để mang lên máy bay nhiều người ngồi bệt xuống đất mở vali tung hết đầu ra ngoài để lựa chọn cái nào bỏ cái nào giữ rồi gom lại cho đúng số ký quy định các chuyên gia hàng không cho biết ở trên máy bay không gian lưu trữ hành lý sách tay ở khoang trên đầu và ở dưới ghế có hạn chế việc giới hạn trọng lượng và kích thước giúp bảo đảm mỗi hành khách đều có đủ không gian để đặt hành lý của mình mà không làm ảnh hưởng đến an toàn và thuận tiện cho người khác điều quan trọng hơn là quy định về hành lý sách tay giúp bảo đảm an toàn bay nếu như hành lý sách tay quá nặng hoặc là có kích thước quá lớn, nó có thể sẽ gây ra nguy hiểm trong trường hợp tai nạn hoặc là trường hợp khẩn cấp. Nhà vườn Sài Gòn lo thua lỗ vì mai Tết nở sớm. Năm nay, Sài Gòn có thời tiết bất thường, khiến hoa mai nở sớm. Nhiều nhà vườn lo lắng vì nguy cơ thua lỗ. Tất bật chăm sóc vườn mai hơn 2.000 cây, ông Huỳnh Văn Hải, chủ vườn mai Sáu Hải, thành phố Thủ Đức, buồn bã khi 30% cây trong vườn đã nở hoa. Con số này cao gấp 3-4 lần các năm trước. Lý giải nguyên nhân, các nhà vườn cho rằng thời gian qua, Sài Gòn có thời tiết bất thường, xuất hiện các đợt mưa khiến nhiều cây mai trổ bông sớm. Ngoài ra, nay là năm nhuận nên số ngày canh tác kéo dài, nhiều cây có tỷ lệ đậu bông sớm đã bùng nở. Ông Sấu Hoàng ở Thủ Đức cho biết đến nay giá thuê mai giữ nguyên, thậm chí giảm vì sức mua rất chậm, chỉ bằng 50% so với năm ngoái. Ngoài ra, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu nên ưu tiên chọn những cây có giá trị thấp. Với những cây mai có giá thuê trên 500 mỹ kim, số lượng khách đặt giảm 40% so với năm ngoái. Do đó nhiều nhà vườn cho biết đang hạ giá thuê mai từ 5 đến 10% so với mọi năm để kích cầu. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh thành phía Nam, năm nay không chỉ mai Tết mà hầu hết nhà vườn trồng hoa khác cũng đều lo lắng thua lỗ vì sức mua ảm đạm, nhiều gia đình tính đến chuyện bỏ nghề. Tại Đà Lạt, thủ phủ hoa miền Nam cho biết vụ Tết năm nay, các nhà vườn đã cắt giảm diện tích trồng 10 đến 30%. Một người đàn ông 35 tuổi đã bị xử phạt 300 Mỹ Kim do đã dùng mạng xã hội, phát trực tiếp và giao bán sai sự thật 7.000 chiếc xe vi phạm ở trong bãi giữ tăng vật của cảnh sát. Quyết định xử phạt được công an ở quận 11 đưa ra vào ngày 24 tháng 1. Căn cứ vào hành vi vi phạm quy định về trang thông tin điện tử ở trên mạng theo Nghị định 15 của năm 2020. Trước đó người đàn ông này đã livestream giao bán lô xe máy vi phạm và tăng vật ở trong bãi giữ xe của công an quận 11. Video ghi cảnh hàng dài chiếc xe máy bị niêm phong rồi được giao bán đồng giá là 120 mỹ kim, 120 mỹ kim cho một chiếc xe. Theo cảnh sát, người đàn ông này cùng với nhóm từ 5 đến 6 người vào trong đồn công an của quận 11 xem lô xe tăng vật đã được bán đấu giá. Lô này chỉ có hơn 230 chiếc xe cũ vô chủ để lâu ngày. Tuy nhiên anh ta đã tự ý vào nơi tạm giữ xe vi phạm hành chính và sau đó thì đăng tải nội dung sai sự thật. Gần đây sau các đợt xử phạt vi phạm nồng độ cồn thì lượng xe tạm giữ đã gia tăng. Các kho tạm giữ ở tại thành phố đã quá tải. Năm 2023, số xe máy và xe hơi bị giữ đã gần 155.000 chiếc. Tuy nhiên việc bán đấu giá gặp khó khăn do phải qua nhiều bước và tốn kém thời gian. Xuất hiện biến thể phụ JN1 tại Sài Gòn, số ca nhập viện tăng. Biến thể phụ JN1 được phát hiện ở các bệnh nhân nhập viện vào tháng 12 năm ngoái tại Sài Gòn. JN1 là một biến thể phụ từ biến thể BA.286 của Omicron được WHO xếp vào nhóm biến thể đáng quan tâm. Thông tin này vừa được ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Sài Gòn công bố sau kết quả giải mã trình tự gen được tiến hành bởi bệnh viện Nhiệt đới Sài Gòn và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford. Biến thể phụ JN1 được phát hiện ở 16 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 nhập viện điều trị trong tháng 12 năm ngoái. Đây cũng là biến thể gây gia tăng số ca mắc và tử vong tại một số nước, trong đó có Thái Lan. Dữ liệu này được đưa ra sau khi Phó Chủ tịch Sài Gòn Dương Anh Đức cho biết tình hình dịch bệnh đường hô hấp diễn biến phức tạp, cùng cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về dịch bệnh nguy hiểm gấp 20 lần Covid và đề nghị các địa phương tăng cường nâng chất hệ thống cơ sở y tế. Trong 94 bệnh nhân có 17 ca bệnh nặng phải thở oxygen, không có ca tử vong do COVID. Tất cả các ca bệnh nặng đều là người thuộc nhóm nguy cơ có bệnh nền nặng và chưa tiêm chủng đủ các mũi vaccine COVID theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong bối cảnh Tết nguyên đáng cận kề, việc giao lưu, đi lại sẽ gia tăng. Nguy cơ gia tăng số ca bệnh và số ca nhập viện do COVID là rất cao. Và để phòng chống COVID, ngành y tế Sài Gòn đề nghị người dân không chủ quan lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp tự bảo vệ bản thân gia đình và cộng đồng